súng trên vai bước về qua đường phố. Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày anh vui lên đường. Đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay.